Sau lễ giao nhận quân năm 2021, các đơn vị huấn luyện đã bắt tay ngay vào công tác huấn luyện tân binh. Những ngày đầu ở môi trường quân ngũ khiến các chiến sĩ mới không khỏi bỡ ngỡ. Tuy nhiên, với sự hướng dẫn tận tình, chu đáo, các cán bộ sĩ quan tại các đơn vị đã giúp cho các tân binh nhanh chóng thích nghi với tác phong quân đội và các bài huấn luyện ban đầu. Ghi nhận tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Dưới nắng sớm của tiết trời tháng 3, cán bộ khung huấn luyện đang hướng dẫn các chiến sĩ những động tác điều lệnh cơ bản. Trong bộ quân phục còn tươi màu vải mới, các chiến sĩ đã vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, nhanh chóng bắt kịp với môi trường mới, hào hứng luyện tập. Sau khi dứt khẩu lệnh, chiến sĩ thực hiện những động tác nhanh gọn, dứt khoát. Khi thực hiện các động tác này, tôi cảm thấy lạ so với bên ngoài, nhưng vào đây nhờ sự giúp đỡ của các anh tiểu đội trưởng, trung đội trưởng giúp tôi thực hiện các động tác này một cách thành thục hơn. Từ những thanh niên 18 đôi 10 đang quen với nếp sống tự do, thì bây giờ những chiến sĩ mới phải tập quen với môi trường học tập, rèn luyện mới. Ngay từ những ngày đầu vào đơn vị, các chiến sĩ mới được cán bộ tận tình hướng dẫn, huấn luyện, gấp chăn màng, nội vụ cá nhân, thực hiện chế độ ngày, tuần, lễ tiết, tác phong quân nhân. Vào đây được tuần thì em cũng thấy rất là khác với môi trường bên ngoài. Thì ăn uống ngủ nghỉ theo giờ giấc và theo chế độ, nói chung được sự quan tâm và là sự hướng dẫn của các tiểu đội trưởng thì em cũng đang dần hòa nhập hơn với môi trường trong này. Năm nay, tiểu đoàn huấn luyện cơ động tiếp nhận và huấn luyện 110 chiến sĩ mới. Để chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới đạt kết quả cao, bên cạnh chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, mô hình học cụ, giáo án, bài giảng, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19. Những cán bộ quản lý huấn luyện đã thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện để kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư của từng chiến sĩ, qua đó động viên, chia sẻ, giúp các tân binh ổn định tư tưởng, yên tâm huấn luyện. Bên cạnh những giờ học tập, huấn luyện trên thao trường, chiến sĩ mới tham gia tăng gia sản xuất, xem TV, đọc báo. Đối với chiến sĩ mới, do lần đầu xa gia đình và ở các vùng miền, mỗi người có một cái đời sống văn hóa khác nhau. Chính vì vậy mà ngay từ bước đầu, đối với Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã có kế hoạch trực tiếp, gặp mặt trực tiếp đối với cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt chiến sĩ mới để nắm bắt tình hình tư tưởng của chiến sĩ mới, đồng thời có cái biện pháp để động viên tinh thần và hướng dẫn cho các đồng chí những cái nội dung thiết chế của đơn vị. Một mùa huấn luyện mới bắt đầu, tuy còn nhiều khó khăn bỡ ngỡ trong môi trường mới, nhưng với sự sâu sát, động viên giúp đỡ của đội ngũ huấn luyện, những chiến sĩ mới đã dần hòa nhập dưới ngôi nhà chung, yên tâm rèn luyện, phấn đấu.